gà, đậu xanh và mắc ca. Đầu tiên phần nguyên liệu thì mình chuẩn bị là 40g đậu gà mình đã ngâm qua đêm hoặc là ngâm 8 đến 12 tiếng mà mình tách vỏ nhé. Nguyên liệu thứ hai là đậu xanh thì mình sử dụng là 30g, mình cũng có ngâm từ 8 đến 12 tiếng nhé. Nếu các bạn có thời gian thì các bạn có thể bỏ bớt phần vỏ đi để sữa của chúng ta có màu đẹp hơn và vị ngon hơn nhé. Và đây nên mắc ca mình sử dụng là 8 nhân và một chút đường phèn. Mình sử dụng chiếc máy xay nấu sữa hạt đa năng UNV6 nhé. Mình sẽ đổ nước đến gạch 1200ml, đậy kín phần nắp này ạ. Mình lựa chọn chức năng sữa thảo mộc. Hai nguyên liệu còn lại là mắc ca và đường phèn thì mình sẽ cho vào sau cùng khi máy đã xay nấu xong nhé.